thần đồng 9 tuổi tốt nghiệp đại học chuẩn bị học tiến sĩ. Lauren Simon hiện đang theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Edhoven, uh, gọi tắt là TUE, một chuyên ngành khó nhằn ngay cả đối với những sinh viên học đúng lứa tuổi. Thì Lauren được miêu tả là đơn giản là phi thường khi sắp sửa tốt nghiệp đại học vào tháng 12 tới. CNN cho hay là cha của Lauren có kế hoạch cho em học tiếp chương trình tiến sĩ kỹ thuật điện và cùng lúc là sẽ lấy bằng y khoa ông Alexander Simon và bà Lydia là cha mẹ của Lauren thoạt đầu thì không phát hiện ra tài năng bẩm sinh của con trai cho đến khi ông bà của bé nói với họ các giáo viên của em cũng đồng tình về đánh giá này bà lydia nói rằng các giáo viên của lauren nhận thấy điều gì đó rất đặc biệt ở lauren khi lauren vượt qua các bài kiểm tra của chương trình độ giáo và cha mẹ của lauren là bác sĩ nhưng chính họ cũng không thể lý giải khả năng học của con trai bà lydia chỉ biết một điều rằng bà đã ăn rất là nhiều cá trong thời gian mang thai kỳ tue đã cho phép lauren kết thúc chương trình học sớm hơn là các sinh viên khác Hiệu trưởng của trường TUE cho biết là Lauren là sinh viên tiếp thu nhanh nhất ở đây. Em ấy không chỉ rất thông minh mà còn là cậu bé biết cảm thông với mọi người. Lauren cho biết là môn học yêu thích nhất của em là kỹ thuật điện. Xong, em sẽ nghiên cứu một chút về y học. Ông bà Simon nói rằng là họ sẽ không ép buộc con trai để mà để con trai làm điều con trai mong muốn ông Alexander nói là chúng tôi không muốn gây áp lực cho con nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn chúng tôi cần cân bằng giữa việc học và việc nó là một đứa trẻ và những cái khả năng của nó Lauren thích chơi với chú chó Sammy của mình và nghịch điện thoại như các bạn bè đồng trang lứa khác thật là một cái tài năng đặc biệt đúng không mà hồi nãy chú Linh có chú ý cái chi tiết làm khi mà mẹ của em Lauren mang thai thì bà ăn rất là nhiều cá, có thể đó là lý do mà khiến cho em thông minh đặc biệt như vậy. Thì Hoàng Anh nghĩ đó cũng là một cái kinh nghiệm để chia sẻ cho các các phụ nữ các bà mẹ mà tương lai là muốn có con em mình thông minh thì hãy nên làm theo bà dạ, mẹ của mẹ. Phải ăn cá. Rồi giờ Hoàng Anh cũng phải về nhắc dạ. nhở bà xã nếu mà trong thời gian mang thai thì phải ăn nhiều cá. <laughs>